Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình bản tin Hoa Thịnh Đốn để tiếp tục. Ngọc Vy kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 4 của buổi phỏng vấn đặc biệt cựu đại sứ Bùi Diễm nhằm tìm hiểu cảm tưởng và nhận định của ông về bộ phim tài liệu Vietnam War. Kính thưa ông, khi mà chúng ta nói chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến và có sự tham gia của Hoa Kỳ, của Liên bang Xô Viết và của Trung Cộng, thì cái nhận định của ông như thế nào? Hay là cuộc chiến ở Việt Nam gọi là Vietnam War chỉ là một cuộc chiến giữa Cộng sản Bắc Việt và Hoa Kỳ mà thôi? Khi mà chúng ta xem cái Vietnam War thì chúng ta có thể bị hiểu lầm như vậy, dạ thưa ông? Thực sự thì vấn đề Việt Nam từ cái năm 1954 trở đi trở thành một cái vấn đề có thể nói rằng không phải chỉ riêng gì giữa Bắc Việt và miền Nam Việt Nam, mà thành ra là một cái cuộc chiến tranh có tính cách quốc tế, là bởi vì rằng thì là những người cộng sản ở Bắc Việt gần như bị lệ thuộc vào tất cả những nước lớn của cái khối cộng sản là Liên bang Xô Viết và Trung Cộng. Thành thử chúng ta đã thấy có những lãnh tụ ở miền Bắc đưa ra lời tuyên bố là chúng ta tranh đấu cho Liên bang Xô Viết và Trung Quốc, Trung Cộng mà thôi. Riêng về phần người Mỹ đó, thì chúng ta cũng phải hiểu là cái nguồn gốc của sự can thiệp của người Hoa Mỹ ra làm sao. Trước hết, trở về quá khứ trong lịch sử cận đại, thì vào những cái năm thập niên 40, thì nước Mỹ cũng lúc bây giờ còn chiến tranh với Nhật Bản, cho nên có cho một người, tức là ông Patti, sang Việt Nam ở cái miền biên giới giữa Trung Cộng và Việt Nam để phòng khi nếu mà có những cái phi cơ của mình bị bắn và những phi công bị rớt xuống thì ông Patti có thể tổ chức những cái mạng lưới để giúp đỡ những người đó. Thành thử ra những sự có mặt của ông Patti ở Việt Nam là một cái cơ hội cho những người cộng sản miền Bắc, bởi vì lúc bây giờ những người cộng sản đã có những quân du kích tổ chức ở miền Bắc rồi, cho nên ông Patti có giúp đỡ những cái người cộng sản ở trong những cái khu kháng chiến ở miền biên giới Bắc Việt. Nhưng mà đây, nếu nói tới người Mỹ và cái sự có mặt của ông Patti thì đấy nó chỉ là một cái sự có mặt ngẫu nhiên mà thôi. Chứ còn thì sự thực người Mỹ chưa có dính dáng gì đến vấn đề Việt Nam lúc bây giờ. Mãi cho đến khi mà có gọi là cái cuộc đại chiến thứ hai chấm dứt với sự đầu hàng của Nhật Bản, với cái sự có mặt của những các nước đồng minh để mà giải giới quân đội Nhật Bản, thì mới chúng ta mới thấy bắt đầu cái sự có mặt của người Mỹ ở Việt Nam. Mà cái sự có mặt đó cũng chỉ là một cái sự mà có mặt do cái tình trạng đặc biệt lúc bây giờ là cuộc chiến tranh giữa Nhật Bản và người Mỹ chấm dứt và cuộc đại chiến thứ hai cũng chấm dứt, cho nên mới có sự có mặt của nước Mỹ trong số những các nước đồng minh ở Việt Nam. Khi mà ông Hồ Chí Minh lên cầm quyền thì người Mỹ cũng không mấy có cái để ý đặc biệt đến cái trường hợp của chính phủ cộng sản và ông Truman lúc bây giờ ở tổng thống của nước Mỹ cũng còn bận rộn những việc ở Âu Châu và việc sắp xếp lại cái tình trạng chung trên thế giới, cho nên cũng không để ý nhiều lắm đến cái trường hợp của ông Hồ Chí Minh mà tuyên bố độc lập và khởi sự thành lập cái chính phủ cộng sản ở miền Bắc Việt Nam. Thế rồi khi người Pháp mà đến miền Nam Việt Nam theo chân quân đội của Anh, rồi thì là thỏa thuận với Trung Quốc để mà có quân ra Bắc, rồi có cái cuộc mà tranh chấp giữa Pháp và Cộng sản Việt Nam
và có cái cuộc chiến tranh mà chúng ta gọi là cuộc chiến tranh Việt Pháp, mà tiếng Pháp gọi là The First Indochina War. Thì khi người Pháp thất trận ở Điện Biên Phủ thì chúng ta có gọi là cái cuộc hội đàm ở Geneva năm 1954 và sự chia đôi đất nước ở miền Nam. Thì chúng ta thấy rằng người Mỹ đã bắt đầu có một vài cái ý kiến về vấn đề Việt Nam rồi. Họ giúp người Pháp trong cái trận chiến tranh Việt-Pháp, nhưng mà họ cũng giúp một cách lưng chừng mà thôi, bởi vì cái chủ trương của nước Mỹ cũng vẫn là không ủng hộ những cái nước mà có thể nói rằng thì là có ý đồ thực dân muốn chiếm lại những cái đất của họ đã giữ từ lúc trước sau khi chiến tranh đệ nhị thế chiến chấm dứt. Và vì không có muốn rằng thì là ủng hộ những cái chủ trương muốn trở lại cái chế độ thực dân, cho nên họ cũng giúp Pháp, người Mỹ giúp Pháp cũng chỉ nửa chừng mà thôi. Và sự kiện thực tế nhất trong cái thái độ đó là chúng ta thấy năm 1954, khi người Pháp gặp nhiều khó khăn tại Điện Biên Phủ, yêu cầu nước Mỹ giúp đỡ, thì Tổng thống của nước Mỹ lúc bây giờ là Eisenhower đã từ chối không giúp nước Pháp. Họ không muốn giúp đỡ nước Pháp là bởi vì ngay từ thời của ông Tổng thống Roosevelt còn tại chức, rồi sau đó ông Truman, thì chúng ta thấy ông Roosevelt đã có chủ trương là nếu mà trận chiến tranh thứ hai chấm dứt thì Việt Nam sẽ được đặt dưới một cái tổ chức quốc tế nó gọi là UN Trusteeship một thời gian, rồi để sau thời gian đó trả lại độc lập cho miền Nam Việt Nam, chứ không muốn để cho người Pháp trở lại Việt Nam để mà đưa lại cái chế độ mà người chúng ta đã biết, chế độ thực dân của người Pháp. Thành thử ra cho đến năm 1954 mà khi mà người Pháp đã thất trận, khi đã có hiệp định Geneva chia đôi đất nước rồi, thì chúng ta thấy rằng thì là tình hình chung ở trên thế giới lúc bây giờ đã có bắt đầu có chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh là chiến tranh giữa khối các nước tự do do nước Mỹ cầm đầu và khối Cộng sản do Liên bang Xô Viết và Trung Cộng cầm đầu. Thì cái chiến tranh mà gọi là chiến tranh lành bắt đầu từ những cái ngày đó, thì chúng ta thấy rằng thì là sự cạnh tranh giữa hai khối Cộng sản và thế giới tự do đã đi tới mức mà người Hoa Kỳ phải có một cái chủ trương để ngăn chặn sự bành trướng của chế độ Cộng sản trên thế giới. Cộng sản trên thế giới đã chiếm đoạt được một số những các nước ở Âu Châu, rồi thì kiểm soát được Trung Quốc, bởi vì lúc bây giờ Tưởng Giới Thạch đã bị thua năm 1949. Vì vậy cho nên ở trong cái tinh thần của cuộc chiến tranh lạnh lúc bây giờ, người Mỹ không muốn cho cái chế độ Cộng sản lan tràn ở nước này sang nước khác, và đặc biệt là không muốn cho Trung Quốc lan tràn ảnh hưởng xuống miền Nam Việt Nam, dưới miền Đông Nam Á, cho nên mới có một chủ trương mà về sau người ta gọi là chủ trương bè bờ, hay là gọi là chủ trương ngăn chặn, do ông Canan, là cái chủ trương nổi tiếng của ông Canan. Thế thì sau Điện Biên Phủ, sau Hiệp định Geneva, cũng với cái tinh thần của gọi là cái chủ trương bè bờ đó, người Mỹ bắt đầu nghĩ tới việc giúp đỡ cái chính phủ Bảo Đại, và đặc biệt giúp đỡ cái chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm, giúp đỡ bằng quân sự và giúp đỡ bằng kinh tế. Giúp đỡ bằng quân sự thì với cái sự có mặt dần dần những năm về sau có tới gần 20.000 những người cố vấn người Hoa Kỳ ở miền Việt Nam để giúp đỡ chính phủ Ngô Đình Diệm lúc bây giờ. Thành ra chúng ta
nhìn vào tất cả những cái tiến triển của tình hình ở Việt Nam, tiến triển của tình hình thế giới sau khi mà cái trận chiến tranh thứ hai, đại chiến tranh thứ hai chấm dứt. Và sau khi đã có những cái mầm mống của chiến tranh lạnh trên thế giới, và sau khi đã thấy rằng thì là người Mỹ bắt đầu đã nghĩ tới cái chủ trương gọi là chủ trương ngăn chặn và bè bờ, thì chúng ta thấy rằng thì là cái sự chuyển hướng của Hoa Kỳ từ cái lúc ông Patty mới chỉ là nhen nhóm cái sự có mặt ở đó, không ai mấy để ý, qua cái sự thành lệ thình của chế độ của ông Hồ Chí Minh, rồi cái sự người Mỹ giúp đỡ một cách nửa chừng người Pháp trong trận chiến tranh, mà cho đến khi giúp đỡ người Pháp không được, lại từ chối không giúp đỡ người Pháp tại Điện Biên Phủ. Rồi chúng ta thấy có Hiệp định Geneva chia đôi đất nước hai miền, và cái sự khó mặt của người Mỹ khi mà muốn rằng thì là giúp đỡ chính phủ của ông Tổng thống Ngô Đình Diệm cả về mặt quân sự lên vượt mặt kinh tế. Thành ra chúng ta thấy cái sự diễn tiến một cách rất hợp lý của tình hình ở Việt Nam cũng như tình hình ở trên thế giới. Và bây giờ khi mà chúng ta nói tới cái sự giúp đỡ của nước Mỹ đối với ông Tổng thống Ngô Đình Diệm cả về mặt quân sự lẫn về mặt kinh tế, thì chúng ta lại sang một cái giai đoạn mà giai đoạn trực tiếp của người Mỹ can thiệp vào vấn đề Việt Nam. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn do SBTN Washington DC thực hiện đến đây xin tạm ngưng. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Ngọc Vy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hành kỳ tới.